Nhưng em xem anh nghĩa này thì các bác nói chung là khoang xoáy này các bác này, một xoáy này, hai xoáy này, đây hai xoáy mặt nó dùng đóng chuẩn các bác nhá, đóng một cái đây, một cái đây là chuẩn này, bên kia vậy các bác nhá, bên kia xoáy xoáy nói chung là đóng không chạy một ly, đây này, bên này vậy các bác này, mông má nói chung là như lực sĩ luôn. Lên con này nó hiền lắm các bạn, cái dòng trâu hai xoay mặt này nói chung là con này nó chỉ có một tuổi thôi, cao 1m28 là chuẩn xác nhất, 28-29 là em đo rồi các bác nhá, chứ không phải nói xàm đâu. Chân tay các bác này con này thì một số bác bảo ăn cám, nhưng thật sự các bác này cái lông của nó chưa thay hết, nó đang lông tơ, nó to cỡ này rồi. Xin chào toàn thể các bác đang xem kênh. Thì hôm nay em sẽ quay con nghé đẹp cho các bác xem luôn. Tại vì bữa trước em quay sơ quay cho các bác xem thôi, thì một số anh em cũng bảo em là quay lại cho anh em xem một lần nữa coi thế nào, đẹp hay không. Thì theo yêu cầu các bác thì em quay lại cho bác xem. Con nghé mà em bán 27 năm đó, bây giờ em chuyển nhượng cho anh Giang nuôi các bác nhé. Em bán lại cho anh Giang nuôi, tại vì bây giờ cỏ rồi cũng chúng em cần hết rồi. Mới trồng bên kia thì chưa lên, với lại bên kia đang còn ít thôi. Bán để cho anh ấy chăm sóc cho nó béo, nhanh béo. Tại vì trên đó nó thuận tiện cỏ với lại nguồn thức ăn các bác ạ. Con nghé này thì về ông anh đặt cọc bảo làm giống thôi. Còn em giờ chỉ có một con duy nhất là bán con này 31 năm thôi. Còn con này thì em chuyển nhượng cho anh Giang rồi. Con này là con mua đầu tiên trước về nhé các bác nhá. Ngày trước mua là 24 triệu chứ, là mua đầu tiên về á. Bây giờ đang thay lông, đang lên thì em chuyển như anh Giang nuôi, bán lại cho anh nuôi. Hiện tại em chỉ có mình con này thôi. Em bán nốt con này nữa là em ngừng vài ngày. Con này thì 31 năm các bác nhé. Con này mình lấy về làm giống, nhưng mà khoang xoáy thì hai xoáy mặt, thiếm xoáy hậu. Hôm bữa các bác bảo là con nghé này nó ăn bột nó đỏ da, nhưng bây giờ về cho em nó đen lại các bác nhé. Nắng 40 độ này thì phơi một tí ở ngoài thôi là thôi đen thui rồi. Con kia giờ đen than này các bác thấy không? Còn con nghé mà một số các bác cứ bảo em là quay cho bác xem này, chứ chỉ quay cho xem thôi, còn bán thì ông anh chứ ông đặt cọc em để ông làm giống rồi. Thì vài ngày nữa em theo về con mới cho bác xem, ưng được thì cứ liên hệ. Lần này em tuyển ở châu, nói chung là châu đẹp thôi, con châu nhìn nó không được đẹp đấy, cho em chả mua nữa bác nhá. Con này thì nói chung là thân hình thì mình em quay trước một lần, nhưng ở trong cái chuồng á, em để trong chuồng chơi thì nó không được, không được sáng và không được rõ nét mấy. Thì một số các bác bảo cứ quay lại cho các bác xem lần nữa coi thế nào. Còn con nghé mà 27 năm kia thì mai sẽ tới em bóc cho anh Giang, em chuyển cho anh Giang các bác nhé, em ship lên trên đó. Tại vì ông chọn ngày đẹp để ông bắt. Còn nó về thì một thời gian là béo, nói chung là béo lún luôn các bạn.
trên đó cỏ nhiều, cỏ voi với lại cỏ tự nhiên nhiều, là chăm sóc nó cũng tốt nữa. Một số anh em bảo con trâu này ăn cám gì, các bác cứ xem đi. Thường thường con này mới tắm sống vậy, với lông là còn ướt. Trâu đa số trâu tơ, dòng trâu to gì cái lông nó hơi vàng vàng, tại vì nó lông sữa, lông non của nó chưa có thay lông. Như con này đúng là chính xác là 1m28-29 các bác nhé, là chuẩn xác nhất. Về vấn đề khoang xoáy thì anh em ở xa cũng nhìn thấy rõ rồi. Đây này, một xoáy ở nằm góc đây các bác nhé, một xoáy đây, một xoáy ở đây. Lát em cho các bác xem hai xoáy mặt luôn đó, hai xoáy mặt nó chuẩn, nói chung không chỉnh thế nào đâu các bác. Không phải mình tự khen nó mình đâu, nhưng từ ngày làm video thấy con nghé này, nói chung là dài mình, cao dài và gọi là đẹp nhất. Nói chung là giống, làm giống to thôi, còn là trâu trọi thì mình cũng chưa biết được vấn đề nó thế nào, còn phải để một thời gian. Còn làm giống thì con này là tiêu chuẩn làm giống, nói chung là cũng phải 9,9 điểm rồi. Tại vì khu chỗ em chưa có con nghé nào mới 1 tuổi mà cao 1m3 hết, ít lắm, phải là hiếm có lắm. Như con kia một 15 tháng, 14, 15 tháng thấp con này tầm 10 phân chứ. Như anh em xem con này, thân hình nó như lực xí này thì các bác xem. Cổ đuôi này, con này xem này. To, nói chung là đuôi to lắm. Xem con này. Mà nó hiền nhá bác nhá. Nó to cái này mà em chưa có thâu múi đâu. Em mang để nguyên vậy. Từ hồi mình bắt về. Đó các bác xem cái xoáy bên này cũng vậy nhá bác nhá. Đóng vô thịt hết, chuẩn hết. Trên lưng thì các bác xem này. Chỗ này chẻ nửa các bác nhá. Hướng về đôi bên hết. Con này đẹp này. Này xoáy này các bác này. Xoáy đông này. Hai xoáy mặt các bác xem xoáy mặt nhá. Cho bác anh em xem xoáy mặt này. Thấy không? Nó đóng xoáy mặt ngay đoạn này, hai góc bên dưới mặt tí. Nhưng con này nó hiền lắm. Dài nữa. Con này mà tính thịt lột ra thì phải tầm 90 cân nhé bác nhé. Thịt lột đó, tức là thịt đỏ nhá. Cái này mình chỉ bán giống thôi, nhưng mà con này chỉ ông anh ông bảo ông nhận kèo là làm giống rồi. Thì về em hỏi là có thế nào, còn bán thì chưa có bán được con này. Để em bán con kia xong cho anh ra ngày mai rồi. Con này em bán nốt nữa là em đi tuyển trâu. Nhưng mà cái tầm thâu được như con này cũng tầm gần bằng con này, có khi đẹp hơn cũng có, tại vì em nhìn thấy trên kia nhiều lắm. Như này anh em bảo bộ sừng nhỏ ống tre thì công nhận, nói chung là nó không không được to, nhưng tức là cái gốc sừng đang còn ra to, vì tại vì nghé 1 tuổi bác xem cái sừng nó chỉ ra bé tí này thôi, nhưng bắt đầu từ 15 tháng trở lên đó, là bắt đầu cái gốc sừng nó to ra dần, nó phát triển to. Đây em xem chân này. Hôm bữa em chụp hình thì bác bảo là sai lệch nhiều. Thì bác có xem cái bộ chân của nó có thế nào. Không chê điểm gì được các bác. Con này đóng xoáy mắt cũng nhìn đẹp. Đóng xoáy mắt ngay chỗ này các bác này, một xoáy ở đây này. Một xoáy ở đây này, nhưng là hai xoáy mắt nó nằm bên dưới này nhìn đẹp. Mắt nhỏ. Cái đầu này anh em bảo nhỏ không hề nhỏ các bác nhá. Sừng này là hướng với đằng trước hết. Góc sừng đang ra to các bác này. Sừng này sau này ra mà vừa, nói chung là vừa thôi. Không rộng cho lắm mà cũng không hẹp. Tại vì thường thường anh em xem con nghé là mà nó cái sừng nó chỉ ra một khúc bằng đây, lúc nào nó nhỏ mà nó thẳng ra, không thì nào nó mở như con sừng kia. Con kia là nó 15 tháng rồi, nó khác gần 2 năm.
chung là thân hình này cũng gọi là tạm được 9,9 điểm. Theo như em nhé, còn một số các bác thì mình không biết điểm trừ hay điểm cộng thì các bác cho mình chịu. Như vấn đề mà ăn thức ăn cho trâu thì dàn này em nắng quá em mệt, em lười xay cỏ các bác ạ. Em cho ăn cỏ, nói chung là cỏ tự nhiên thôi. Đây này các bác này, thức ăn 3 con gì vẫn đấy thôi các bác. Một ngày cho ăn 4 lần như thế này. Không có cho ăn bột, mình trước hay cho cái cắm gạo cho nó có chất một tí. Hiện tại bây giờ em chỉ còn một con duy nhất các bác nhá, với con mẹ kia. Con mẹ kia mà được giá em cũng bán luôn, đỡ phải chăm sóc. Con nó chỉ còn tầm 2 tháng đẻ thôi, 2 tháng rưỡi nữa. Tại vì nó chưa to rồi. Bữa hôm em kêu thú y xong kiểm tra là nó chưa to các bác. Thì một số các bác hôm qua cũng hỏi là bảo là cách phân biệt chân trâu chửa với lại làm thế nào để phân biệt nó, với lại kiểm tra kiểu gì. Thì mai em sẽ làm cho các bác xem con trâu mẹ bên kia đang chuẩn bị đẻ các bác nhé. Không phải trâu của em mà trâu bên nhà bên cạnh thôi. Con này mà chuyển nhượng về nhà anh Giang thì trong vòng 1 tháng rưỡi thôi là nó khác hẳn các bác ạ. Tại vì đang thay lông, hiện tại bây giờ đang phát triển xương á, đang dài ra. Còn như con này là 15 tháng nữa các bác này. Như con nào mà mới nghe á, thường thường mới ra, đang còn 1 tuổi đâu, nó ra cái sừng bằng đây thôi. Thì các bác xem cái góc sừng nó chỉ có bằng này. Đó. Như con kia nó vậy, các bác chia nhỏ sừng không có đâu. Nhưng mà tầm mấy ngày nữa, à đâu 15-16 tháng á, nó sẽ ra cái góc sừng to kiểu này. Con nào ra cái góc sừng nó chỉ nằm từ khúc này lên. Đó, nghe á. Như này có hay xoay mặt cũng hiền, nói chung là nó chưa độc béo cho lắm. Giá con này là 31.500.000 các bác nhá. Thì các bác cứ tới xem trâu mình thương lượng giá dễ. Còn con đó thì em bán rồi, ngày mai vận chuyển rồi. Nghe này các bác xem trong điện thoại nó đôi khi nó nhỏ vậy thôi, nhưng tức là mình ở ngoài á, hoặc mình xem trực tiếp thì nó phê lắm. Nói chung là em không chia cái gì. Rồi cái video của em đến đây xin phép kết thúc các bác nhé. Hôm nay chỉ quay các bác xem vậy thôi.